với những diễn biến ở trận đấu thuộc khuôn khổ nội dung đơn nữ cầu lông. Rat Chaiwan của Thái Lan và Linh Trinh Wong của Malaysia. Tầm đổi màu huy chương tại SEA Games năm nay. Trên bảng xếp hạng BWF của cầu lông. Japan. Cú smart rất tốt. Một chút may mắn. 5 đều. Ở SEA Games 31 cách đây 1 năm thì Chaiwan giành huy chương bạc. Cầu vẫn ở trên dây. Nội dung đánh đôi nam nữ châu Á và nam may mắn đứng về phía Linh Trinh Wong. Đổi lại điểm. Đổi về điểm cho tay vợt của Thái Lan. Quá hay. Cầu ngoài chính xác. Sau khi vào các năm 2017, 2022 và 2023. Không vậy. Có set point. Rất hay. Giao cầu về backcourt của Linh Trinh Wong. Dồn đối phương về cuối sân và tung ra một cú half court. Không thể phản ứng. Nhưng lần này là vợt của Malaysia. Thì cầu đi ra ngoài. Rất tốt.
hai tay vợt. Rất tốt. Quá hay. Lần này thì không được. Trai Quan với cái cổ tay rất dẻo. Tiếp tục là điểm cho Trai Quan. Quan là rất tốt. Của Trai Quan là không chính xác. Và tấn công rất chủ. Quá dễ dàng. Rất tốt. Thể hiện những cú quả cực kỳ biến hóa của mình. Ép trái. Quá nặng. 9-16. Rất gần với match point rồi. Match point. Và chiến thắng Trung Quốc đã thuộc về lại.